Hiền cố thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đế thương bá ra dạ bồ đề tát ra đoa ba dạ ma ha tăng đoa ba dạ ma ca lo ni ca dạ ta ban ra ban về số đa na đa của nam mô kiên lạc đoá y mong a di đà bà lo kiên đế tất cả phần ra lăng đà bàm nam mô na ra tăng kỳ hê đi ma ha bàn đa sa mê tăng ba tha đâu vua bằng a thề dừng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phàng đàn đồng na địa thang a ba lo hê lo ca đê ca ra đê nhi hê đi ma ha bồ đề tăng đoá ba tăng ba ma ra ma hê đi đà dừng cầu lo kiến mong đỡ lo phan xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên di hê thất na ra sân phần ra xa lời và xa pha sân phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tăng đi tô rô bồ đề ya bồ đề yam bồ đề ya bồ đề ya di đề đi ya na ra tăng đi địa đi sân ni na ba ya ma na ta ba tăng đa ya ta ba ma tăng đa ya ta ba tăng đa dự nghe tăng ba ra ya ta ba na ra tăng trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng thứ ya ta ba ham ta ba ma tăng đa ya ta ba ya kiết ra tăng đa ya ta ba ba đa ma yêu tăng đa ya ta ba na ra tăng trì bằng ya ra ya ta ba ham ma ba lợi thắng ý ra ya ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đế thức bằng ra ya ta ba an tấn điện đồn mang đa ra bằng đa ya ta ba an tấn điện đồ mang đa ra bằng đa ya ta ba an tấn điện đồ mang đa ra bằng đa ya ta ba nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng thao ngôn ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghĩa nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận ni bồ tát tấn tung tòa khởi thiên đáng hữu kiên hiệp chương ứng phẩm nhị ta thì ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quán thế âm phần cao vô tận ni bồ tát thiền nam thứ nhờ vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chư khổ não văn thì quang thế âm bồ tát nhất tâm sân danh quang thế âm bồ tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát
như đề thế quán thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vị này tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên thứ nhường hưu ba thiên hoàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải già sư hát phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa là xa quế quán kỳ trung nhược hữu này chỉ nhân nhân xưng hoàng thế âm bồ tát danh già thì chư nhân đặng giai đặng giai thoáng là sáng chi nàng chi thì nhân duyên danh quán thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng hoàng thế âm bồ tát danh già sợ bị sa chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại tiên quân đồ mạng trung già xóa la sanh